Thưa quý vị và các bạn, trong mấy năm trở lại đây, huyện Ân Thi trở thành điểm sáng về công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ làm đường giao thông cũng như xây dựng các khu, cụm công nghiệp để thu hút dự án vào đầu tư. Một trong những cách làm của địa phương đó là bắt tay ngay vào triển khai khi có chủ trương để tuyên truyền từ sớm, từ trước nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc - Võng Phan qua địa bàn huyện Ân Thi là một ví dụ. Đường Tân Phúc Võng Phan có chiều dài gần 30 km đi qua 14 xã của ba huyện là Ân Thi, Tiên Lữ và Phù Cử. Đoạn qua huyện Ân Thi chiếm khoảng một nửa tổng chiều dài toàn tuyến, là dự án trọng điểm của tỉnh Hưng Yên. Chính nhờ cách làm là bắt tay triển khai công việc từ sớm, từ trước và công khai các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước về đền bù, thu hồi đất. Vì vậy khi triển khai chi trả tiền đền bù, nhân dân đồng thuận rất cao. Chúng tôi rất phấn khởi và chấp hành tuyệt đối mọi chủ trương chính sách của Đảng. Vì thực tế ra mà nói là cái này nó đi qua thì nó thúc đẩy cái nền kinh tế của địa phương lên rất là lớn, cho nên chúng tôi vô cùng phấn khởi. Đền bù cho dân là thế này là đẹp, là tốt lành rồi. Vâng, thì tôi không mong muốn gì nữa. Những chia sẻ trên của bà Luyến, ông Phẩm là hai hộ nhận được nhiều tiền đền bù nhất khi thu hồi đất tại hai xã Tiền Phong và Hạ Lễ, cũng là chia sẻ cảm nhận chung của các hộ dân có đất thu hồi tại 7 xã mà tuyến đường đi qua. Tổng diện tích thu hồi làm đường Tân Phúc - Võng Phan qua huyện Ân Thi trên 78 ha, trong đó 70 ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất thổ cư và các loại đất khác. Tính đến hết ngày 15 tháng 12, huyện Ân Thi đã hoàn thành chi trả trên 90% diện tích đất nông nghiệp thu hồi và bàn giao cho đơn vị thi công. Ngày 15 tháng 12 năm 2023, chúng tôi chi trả lốt hai xã cuối cùng của dự án là xã Tiền Phong và xã Hà Lễ. Là chúng tôi đã hoàn thành chi trả tiền trên đất nông nghiệp được 7 trên 7 xã, trong đó đã bàn giao đất cho nhà đầu tư, cụ thể là Sở Giao thông Vận tải được 5 xã, gồm có xã Tân Phúc, xã Hoàng Hoa Thám, xã Văn Nhuệ, xã Nguyễn Trãi và xã Đà Lộc. Song song với công tác chi trả đền bù đất nông nghiệp, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện đang cùng các địa phương hoàn thiện chi tiết để chi trả tiền đền bù diện tích đất ở cho các hộ dân. Với kết quả đạt được và các bước đang triển khai, chắc chắn công tác giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc - Võng Phan qua huyện Ân Thi sẽ hoàn thành trước thời gian cấp trên giao.